Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyên chia sẻ một công thức sốt nướng muối ớt dùng để làm được rất là nhiều món từ hải sản, bò, gà, vịt và nhất là chân gà nha. Mình dùng cái sốt này á thì nướng ra rất là ngon luôn. Hoặc mình dùng để xào các món nhậu cũng được luôn. Có vài bạn gửi tin nhắn cho Nguyên là đã mở quán rồi nhưng mà làm cái sốt này chưa có ngon. Cho nên hôm nay Nguyên chia sẻ công thức này cho bạn nào mở quán nướng nè, hoặc là quán nhậu. Và gia đình mình cũng có thể làm sẵn cho vào tủ lạnh ăn dần cũng được nha. Nguyên liệu dễ tìm mua và công thức cũng rất là dễ làm. Công thức này Nguyên dùng 100g ớt hiểm, 50g ớt sừng, 200g củ hành tím và 200g tỏi với lại 2 cây sả nha. Nếu mà các bạn thích cái ớt này thật là cay thì mình thay thế ớt sừng này bằng ớt ba tri cũng được. Tất cả nguyên liệu này mình rửa sạch để ráo thì mình mới sơ chế nha. Phần gia vị thì Nguyên dùng 25g hạt nêm, Nguyên dùng hạt nêm hiệu Chinsu, 25g đường cát trắng, 25g bột ngọt và 25g muối hột, thì mỗi loại là 25g hết ha. Với lại một muỗng canh nước mắm, Nguyên dùng nước mắm Hưng Thịnh 40 độ đạm. Và một muỗng canh bột ớt Hàn Quốc, bột này các bạn không có thì mình không cho cũng được. 10g ớt khô, các bạn nhớ là mua cái loại không có muối nha. Và cuối cùng là một chai dầu màu điều 250ml. Nguyên mua cái loại người ta làm sẵn rất là tiện. Các bạn có thể tự làm cũng được. Sốt này khi làm xong ngập qua dầu thì để ở ngoài nó không có dễ bị mốc nha. Ớt thì sau khi rửa sạch mình để cho nó thật là ráo. Sau đó thì mình vẽ cái cuốn ớt ra nha. Ớt này cũng vậy, mình cũng vẽ cuốn nó ra hết luôn. Cái này làm các bạn phải nhớ đeo bao tay, nếu không nó rất là cay luôn đó. Và sả cây thì mình sẽ cắt mỏng, cắt càng mỏng càng tốt nha. Tại vì khi mà mình cắt vậy, lúc mà mình xay, xay cỡ nào nó cũng không có nhuyễn nổi nha. Mình cắt mỏng như vậy thì mình cho vào máy rất là dễ xay nhuyễn. Sau khi cắt xong mình cho vào một cái đĩa. Hành tím với lại tỏi thì mình cũng sắc như vậy nè, để chút nữa mình cho vào máy cho nó dễ xay. Còn ớt thì mình sẽ cắt khoanh, sau đó thì mình sàng cái hạt ha. Cái này các bạn có thể chẻ đôi, sau đó mình móc cái hạt ra cũng được. Nhưng mà mình làm nhanh thì mình cứ làm như vậy nha. Ớt hiểm cũng vậy, mình cắt xong cho vào cái rổ. Để chút nữa mình sàng bỏ cái hạt ớt á, tại vì hạt ớt mình ăn cũng không có tiêu hóa cho nên mình sàng bỏ bớt một phần nào ha. Rồi mình sàng ra cái hạt ớt này mình sẽ bỏ nha. Bây giờ thì mình sẽ đi xay nguyên liệu nè. Tỏi với là hành tím và sả mình cho vào cái cối. Nếu mà cái cối nhỏ thì mình chia làm 2 hoặc là 3 lần mình xay nha. Mà cái này mình phải xay cho thật là nhuyễn càng tốt. Tại vì cái này mình không có cho nước cho nên nó hơi khó xay, thì thỉnh thoảng các bạn lấy lên, sau đó thì mình gạt nó xuống để mình xay ha. Như vậy thì nó mới nhuyễn được. Nguyên liệu này mình phải xay cho nó thật là nhuyễn thì khi mà mình ướp gia vị nó mới thấm vào trong thịt nha. Mình phải xay như vậy nè. Sau đó thì mình đổ vào cái tô. Rồi hành tím sả thì mình cũng xay tương tự nha. Mình cứ xay cho đến hết là được. Sau khi xay xong hành tím và tỏi thì mình xay ớt. Ớt thì mình cũng xay cho thật là nhuyễn. Nếu mà các bạn làm nhiều để mở quán thì mình đặt người ta xay sẵn thì làm rất là tiện luôn. Do cái này làm ít cho nên Nguyên sẽ tự làm ở nhà đó. Ớt thì nó sẽ dễ xay hơn tại vì nó sẽ ra nước á. Lượng ớt này Nguyên sử dụng cũng cay vừa thôi chứ không phải là quá cay nha. Nếu mà thích cay hơn thì lúc nãy Nguyên có nói là mình sẽ thay đổi ớt sừng bằng ớt ba tri, hoặc là mình dùng hoàn toàn bằng ớt hiểm cũng được. Và cái ớt này cũng vậy nha, mình xay thỉnh thoảng mình đẩy nó xuống, sau đó mình xay tiếp nữa cho đến khi nào thấy ớt thật là nhuyễn là được. Rồi mình đổ hết vào trong cái tô luôn nha. Cái sốt này làm rất là nhanh, nếu như mà mình mua người ta xay sẵn làm càng nhanh nữa. Chỉ cần mình căn gia vị là mình có thể làm. Cái chai dầu màu điều lúc nãy 250ml là mình sẽ dùng hết nha. Mình đổ vào trong cái chảo hết luôn. Sau đó thì mình bật lửa, mình làm nóng dầu. Và dầu bây giờ cũng đã nóng rồi thì mình đổ hết nguyên cái tô nguyên liệu này vào. Khi mà mình đổ vào là ngửi thấy cái mùi rất là thơm. Mình sẽ xào thời gian là khoảng 2 phút thôi nha, cái này không có xào lâu quá.
Cái sốt muối ớt này á, do mình cho muối nó cũng hơi mặn á, cho nên khi mà mình làm xong á, mình bảo quản ở nhiệt độ ngoài á, cũng không có dễ bị nhanh hư nha. Sau 2 phút á, thì mình cho hết gia vị, đường, muối, bột ngọt vào hết luôn. Và ở video sau á, Nguyên sẽ dùng cái sốt muối ớt này á, Nguyên làm cái món nướng giấy bạc nha. Tại vì hôm nay á, là ngày lễ á, cho nên Nguyên cũng hơi bận á, nên Nguyên chỉ ra cái món sốt thôi. Sau khi cho hết gia vị vào rồi thì mình dùng đôi đũa tiếp tục khuấy nha. Mình nấu thêm từ 1 phút cho đến 1 phút rưỡi. Như vậy là cái sốt này mình đã làm xong rồi, rất là nhanh phải không các bạn? Cái sốt muối ớt á, bây giờ đã nguội hoàn toàn. Các bạn thấy nè, cái màu sắc á, rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Màu ớt á, rất là đỏ ha. Cái sốt này nếu mà để ở ngoài á, thì để được khoảng 15 ngày. Còn như mà mình cho vào ngăn mát tủ lạnh á, là để hơn 1 tháng nha. Công thức sốt muối ớt này á, mình có thể nướng chân gà nè, nướng mực, nướng cá, cánh gà hoặc là đùi gà. Món nào Nguyên thấy nướng nó cũng ngon hết á, gia vị rất là đậm đà và ngon lắm. Nguyên cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tôi chào tại các sáu thầy.